Xin chào anh em đang theo dõi kênh FinHành Audio. Hôm nay em về được một con Lee Pioneer của đèn VSA AX3i mặt phay nhôm và bằng chanh và đầy đủ phụ kiện nha. Đây là cuốn catalog của nó. Và bên trong catalog nó sẽ có những cái phụ kiện đây. Thứ nhất đó là cái remote Pioneer đúng model, đúng máy. Rồi tiếp theo nữa là một cái anten AM và một cái dây anten FM. Và tiếp theo nữa là một cái mic setup. Đây mic setup và dây nguồn. Cực kỳ hiếm dòng này về có đủ phụ kiện như thế này. Và em sẽ lược qua một vài thông số công suất của nó. Pioneer VSA AX3i. Công suất ở loa 6 ohm. Thì 8 ohm là 160W, đánh rất là khỏe. Con này thì nó sử dụng sò MOSFET. Điện áp 100V, công suất là 350W. Kích thước chiều ngang của máy là 420mm, chiều cao 173mm và chiều sâu của nó là 465mm, trọng lượng là 15.6kg. Rồi rất là nhiều thông tin về con này. Đây anh em sẽ thấy là khiển zin đúng đời luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ test cổng vào đầu tiên. Đây là cổng CD, cổng analog. Có bộ nhớ EQ nha. Đó là cổng analog, cổng TV, đây là cổng quang. Và để điều chỉnh bass chép ở đây nó sẽ có nút tone nè, nhấn tone. Anh em sẽ xoay nút này nè, nút đa chức năng để chỉnh tăng giảm bass và những nút tone để tăng giảm chép. Và chiếc amply này muốn sử dụng chế độ nghe nhạc bằng tất cả kênh loa, anh em nhấn listen mode. Nhấn một lần nữa. Advanced surround, ta sẽ xoay nút này. Nó sẽ tới chế độ là 7 stereo, nhấn enter. Hai loa chính, loa center, loa surround, loa center back. Rồi hoạt động tốt, 7 loa. Pioneer VSX AX3i 350W, đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Con này vẫn có chức năng để làm rail. Đây rail, rail đủ full cổng luôn. Rail sub điện nè, rail hai loa phong, anh em kết nối vào hai loa phong này. Tẩy xuất sang một cái hệ audio khác, chức năng để làm gia mã DAC. Pioneer VSA AX3i thì nó sẽ có hai phiên bản VSX và VSA, nó cũng sẽ tương tự như nhau. 350W. Con này phát hành vào năm 2004. Máy đẹp keng, ở đây nó bị một cái vết nhẹ thôi. Nhìn kỹ mới thấy nha. Còn tổng thể là con này đẹp keng luôn, đầy đủ full sách khiển. VS AX3i sử dụng sò MOSFET chất âm sạch sẽ và chi tiết, chứng nhận thiệt ít dòng âm đi cao cấp, Dolby Digital DTS
vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp là đây. Hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Có chức năng điều chỉnh EQ, chức năng điều chỉnh được bass chép. Và với chiếc Omni Pioneer VSX AX3i đẹp long lanh hoạt động hoàn hảo thì em sẽ bán với giá là 3.700.000. Giá không bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại em trong những video tiếp theo. Rồi đủ phụ kiện luôn, mic setup, điều khiển, anten. Rồi xin cảm ơn và chào tạm biệt.